Được, hay còn tốt. Tối không? Ừ. Cái trước được không? Cái này là bòn lại.
mua sữa đặc đó. Chịu rồi. Lên. Em vô Vinmart đó em thấy có dưa chuột á. Mua ít dưa chuột. Nhiều khi ăn bọc nguyên một bọc nè. Dưa chuột bằng cái cho mấy chị.